Là ý kiến khán giả. Bây giờ em nói nè, bây giờ hiện tại YouTube đang nợ tiền chị đúng không? Đó, bây giờ đây. Tính tiền. Bây giờ là chị nói tiếng Anh như em. Nếu như mà đạt là bữa sau chị hát tiếng Anh đâu. Đó. Chào không? Bây giờ em hỏi chị á là chị trả lời nha. Không đúng vô đúng. I get up at 5 o'clock. I breakfast and drink coffee. And overnight everyone drink beer. Chị biết rồi. Bây giờ để em hỏi chị là từ từ chứ ông hỏi chứ. Cậu ấy đơn giản một câu thông qua cái video này cậu biết cái gì không? Là bà xem thường cậu ấy. Đúng rồi. Bà nói là cậu bây giờ là không biết nói tiếng Anh. Đó là ngu. Thầy ngủ về sao cái nào cũng muốn trí vô hết vậy? Nói tiếng Anh gì ấy, ấp 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 này đó là nói tiếng Anh là bắt đầu là bán kèm bán tiếng siêu là bây giờ. Nhức đều vô. Bức vậy đâu. Bức liền vô, bò nó bức ra. Không có bánh tráng đâu. Mày trả tao là 300 qua tao mua chưa lấy. Như mày có đau không? Đúng rồi. Đã, hôm qua mà lấy cái điện thoại mày ra cho mày lầm luôn không? Lầm luôn không? Trời luôn. Tôi lợi ai chứ tôi chưa nhặt ai bao giờ nữa. Bây giờ hiện tại mày có tiền mày trao không? Được không? Mày trao không? Quốc. Mày trao không? Mai đẻ. Anh Vương vô đây. Lần sau có cái tật đại ca đại tối nha cậu ấy. Tao còn mày nhân thì mất chị kia thì cuốn nạn thì ồ lụ đạn chưa? Cái chai tao đặt nào mà. Tao lỡ. Bỏ.